Ẩn video hay là xóa video thì nó có bị bot tương tác hay không? Thì đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đã hỏi Hưng rằng là anh Hưng ơi, bây giờ video em lỡ xóa rồi, em lỡ xóa rồi thì vì cái kênh của em nó có bị gì không? TikTok nó có đánh giá kênh của em xấu hay không? Hay là em ẩn video thì nó tốt hơn hay là xóa thì tốt hơn? Đấy, có rất là nhiều câu hỏi như vậy. Thì hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn, nó đơn giản thôi. Các bạn sẽ hiểu một cách đơn giản là như thế này. Nếu mà các bạn xóa video đi ấy, thì cái dữ liệu ở trên TikTok nó sẽ bị mất, nó bị khuyết mất đi. Thì TikTok nó sẽ hiểu là cái kênh này tại sao cứ tẩy xóa liên tục như thế này, thì nó đánh giá kênh của bạn thấp. À, nhưng mà em lỡ đăng video hôm nay em làm nó dở quá, em thấy không hay, em thấy không ai xem cho nên em lỡ xóa rồi, thì bây giờ em phải làm sao anh Hưng ơi? À, lỡ xóa rồi thì chúng ta làm tiếp thôi, anh chỉ cứ làm tiếp là được. À, cứ làm liên tục. Và TikTok nó hiểu được rằng là gì ạ? À, cái kênh của anh này thật sự là do ảnh lỡ tay ảnh xóa thôi, chứ không có sao hết, ảnh vẫn làm video liên tục, ảnh livestream liên tục. Anh chị nên nhớ là chúng ta cần livestream một tuần 3 lần thì kênh của chúng ta nó sẽ được đề xuất hơn đấy, ít nhất là một tuần 3 lần. Còn không thì tốt nhất là ngày nào cũng lên livestream. Và livestream thì anh chị được tặng quà, được tiền mà mắc mới như mình không like đúng không ạ? À, cho nên lỡ xóa rồi thì cứ livestream, cứ làm video bình thường, cứ làm và cứ sáng tạo nội dung cho TikTok đi. Thì lúc đấy nó nghĩ là sao ạ? À, nó nghĩ là cái kênh này đang bị lỡ bị xóa thôi, người ta vẫn đang làm và người ta vẫn đang cống hiến cho mình, cho nên nó không đánh giá xấu kênh của mình đó. Cái đó là cái thứ nhất. Vậy thì ẩn thì có sao không? Ẩn thì có sao không ạ? À, thì ẩn thì cũng không sao cả, đừng có xóa là được, nên ẩn thôi nha các bạn, nên ẩn. Nhưng mà vậy khi nào thì ẩn ạ? À, đúng không, khi nào thì ẩn? Các bạn đừng có nghĩ là chúng ta làm video lên không ai xem là chúng ta ẩn liền, đừng đừng có nghĩ như vậy. Thật sự là như này nè các bạn, thật sự là cái video của chúng ta đấy, chúng ta làm lên 90 ngày sau nếu mà không ai xem thì chúng ta ẩn nó đi, còn bình thường thì cứ để đây, không sao cả, không sao cả các bạn ạ. À, có những video Hưng làm nha, kể cả học viên của Hưng luôn, ô thế là mình nói làm nên không ai xem cả, nhưng mà tự nhiên rằng là 2 ngày sau, 3 ngày sau, thậm chí là nửa tháng sau, và thậm chí là 1 tháng sau luôn, tự nhiên video nó lên rất là nhiều người. Cho nên các anh chị đừng có xóa gì cả, tại vì đó là những cái tâm huyết của anh chị đúng không ạ? Mình làm TikTok là để bán hàng, mình trao giá trị. Thì để có một cái video giá trị như vậy, anh chị đã bỏ rất là nhiều công sức để mình làm một cái video như vậy, thì mắc mớ gì mình phải ẩn nó đi đúng không ạ? Cứ để nó đi, tại vì chưa có người cần thôi. Nhưng mà đến khi có người cần, người ta xem, thì tự nhiên TikTok nó kêu ôi tại sao cái video này có nhiều người xem quá vậy, bắt đầu nó viral cái video đấy đi tiếp, thì tự nhiên có nhiều người xem, tại vì lúc đấy họ mới cần cái vấn đề đấy, cái lúc đấy họ mới cần cái vấn đề đấy. Cho nên chúng ta không phải là làm cho vui, trừ khi là anh chị làm trend, anh chị làm video mà làm trend đấy thì cái trend nó qua rồi thì thôi không ai xem đúng không ạ? Ví dụ như cái trend nó mới bắt đầu thì anh chị làm thì nhiều người xem, nhưng mà tự nhiên cái trend nó qua 1 tuần 2 tuần rồi anh chị làm thì ít người xem thì thôi anh chị ẩn đi, cái đó là điều bình thường. Nhưng mình làm một kênh trao giá trị, mình làm một kênh là mình chia sẻ những giá trị, ví dụ như anh làm bất động sản đi, anh chia sẻ về những kiến thức bất động sản, thì cái kiến thức đấy người ta chưa xem, nhưng mà đến một lúc nào đó người ta cần thì người ta xem, cho nên đừng có ẩn gì cả, cứ để đấy, ít người xem hay nhiều người xem không quan trọng, quan trọng là thật sự là mình đã trao được giá trị cho người ta. Video hài hước cũng vậy. À, đôi khi anh này thấy vui nhưng mà anh kia thấy không vui, tự nhiên có một người nhóm nhóm người thích cái video đấy thấy vui thì người ta xem thôi. À, lúc trước người ta chưa xem thì bây giờ người ta xem, cho nên tóm lại là anh chị đừng có ẩn video, đừng có ẩn video vội quá, còn cũng đừng nên, đặc biệt là đừng nên xóa video luôn, không bao giờ xóa, trừ khi là cái video đó anh chị làm sao anh chị ẩn. À, nếu mà video đấy anh chị bị vi phạm chính sách nào đó, anh chị bỏ số điện thoại lên, hoặc là anh chị vô tình quay cái sản phẩm của anh chị rõ quá, ví dụ như Hưng quay cái sản phẩm là cái điện thoại này, Hưng đưa cái logo của điện thoại này vô đúng không ạ, Hưng đưa cái logo của điện thoại này vô, sau đấy là cái điện thoại này là cái sản phẩm mà Hưng muốn bán đi, hoặc là Hưng đưa cái ly này vô đây, à, nó có dính cái logo của thằng Mitsubishi ở đây đúng không ạ, nó dính cái logo như này thì sao? À, thì TikTok nó không chịu đâu đó. Cho nên là những cái video vi phạm như vậy thì chúng ta mới ẩn, và cách ẩn video như nào thì Hưng cũng sẽ chỉ cho anh chị cách ẩn video như nào, để Hưng mở điện thoại lên Hưng chỉ cho anh chị ẩn đơn giản lắm. Nếu mà video vi phạm chính sách thì mình mới ẩn, còn đặc biệt không bao giờ được xóa, anh chị nhớ giùm Hưng cách nhé. Chừng nào để lâu quá 1 tháng 2 tháng 3 tháng gì đấy mà video không ai xem thì chúng ta ẩn cũng được, nhưng mà chắc chắn sẽ có người xem, anh chị yên tâm nhé. Rồi bây giờ Hưng sẽ share màn hình cho anh chị xem này, cách ẩn video như nào rất là đơn giản, chỉ có vài bước đơn giản thôi. Rồi đây là cái kênh của Hưng nha, cái kênh này của Hưng làm về ẩm thực thôi. Thì ví dụ như Hưng thấy được rằng, anh chị thấy được rằng là kênh của Hưng á thì video triệu view cũng nhiều, và video trên 10.000 cũng nhiều lắm, có những video Hưng để hoài nó cũng lên đấy chị ạ. À, tại vì khi mà cái video của Hưng nha, ví dụ như cái video là, ví dụ như cái video mà đây, cái video mà cá chiên giòn này, anh chị thấy 94 đúng không? À, cái video cá chiên giòn này nó có 94.000 lượt xem thôi, thì lúc trước là nó có bao nhiêu ạ? À? À, lúc trước nó chỉ có 10.000 hoặc là 9.000 gì đó thôi, nhưng mà nhờ vào cái video này nó kéo lên nè anh chị, nhờ vào những cái video triệu view ở trên này, 2,2 triệu view nè đó,
cái video này nó là kéo cho cái video này lên, cho nên là chúng ta làm có thấp đi thì chúng ta cứ để đấy, ít hôm nó sẽ kéo lên. Tại vì có một video hay thì người ta sẽ vào kênh của mình, người ta xem hết luôn. À, lúc đầu thì người ta không xem là tại sao ạ? Người ta chưa cần. Nhưng mà khi đúng cái video đấy, giống như là như này, anh chị không chiên cá, anh chị ăn thịt hoài thì anh chị có coi chiên cá không ạ? À không, nhưng mà hôm nay tự nhiên anh chị đi chợ, anh chị mua cá về, xong anh chị thấy cái video chiên cá của Hưng hay quá, xong anh chị vô anh chị xem. Mà khi anh chị xem chiên cá ngon quá thì anh chị lại ở đâu ạ? Tiếp tục anh chị vô bấm vô chiên cá ngon quá. Xong anh chị làm gì ạ? Anh chị tiếp tục lướt, anh chị tiếp tục lướt, anh chị tiếp tục lướt, anh chị tiếp tục lướt. Thì anh chị cứ lướt liên tục như vậy thì sao ạ? Anh chị cứ lướt liên tục như vậy thì kênh của Hưng nó cứ lên đều như vậy, và đâu phải một mình anh chị đâu, và rất là nhiều người như vậy, cho nên kênh của mình nó sẽ lên đều. À, cho nên là mới lần đầu mà mình thấy chưa ai xem á, thì đừng có xóa, đừng có xóa là đúng rồi, nhưng mà đừng có ẩn luôn, cứ để đó nha anh chị nha. Còn trừ khi bị vi phạm thì mới ẩn thôi. Rồi bây giờ Hưng sẽ chỉ cho anh chị cách ẩn video này nha. Ẩn video này đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào nút ba chấm này nè anh chị, vào nút ba chấm này, anh chị thấy ba chấm nhỉ? Ví dụ như Hưng ẩn video này đây thì Hưng vào nút ba chấm, rồi Hưng bấm vào nút ba chấm, rồi Hưng kéo qua cái chỗ mà cài đặt riêng. Đây, cài đặt quyền riêng tư. Đây nó có ổ khóa, anh chị bấm vô cái ổ khóa. Rồi, anh chị bấm vô ổ khóa thì anh chị thấy cái gì nữa ạ? Ai có thể xem video này? Ai có thể xem video này đúng không ạ? Ai có thể xem video này? Thì chúng ta bấm vô. Hiện tại là Hưng đang để mọi người nha. Bấm vô. Rồi đây là mọi người. Thì còn cái này là cái gì ạ? Còn cái này là bạn bè này. Nếu mình chỉ để video này cho bạn bè xem thôi thì là bạn bè. Còn nếu là chỉ mình tôi thì bấm vô chọn chỉ mình tôi. Đấy, anh chị bấm vô chỉ mình tôi là video này ở ngoài kia nó không còn nữa. Thì anh chị ẩn video này đi. Đó là xong rồi đấy. Còn ví dụ như là mình kêu ôi ẩn ẩn nhầm thì mình mở lên lại là mình bấm là à mọi người nha anh chị nha, rồi tắt đi. Đấy, đấy là xong cái cách ẩn video rồi đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Ẩn, anh chị nhớ là ẩn khi mà nó vi phạm chính sách, còn bình thường cứ để đấy, cứ để đấy. Tại vì như này nè, đôi khi chúng ta lỡ, ví dụ như bây giờ anh chị bảo là ôi em đăng cái video lên mà em lỡ quên bỏ nhạc vô, em lỡ quên lồng tiếng vô rồi, à thì đó là anh chị ẩn cũng được nhá. Mình quên thì mình sẽ ẩn nó đi, còn bình thường thì cứ để đó, không sao cả. Đừng có ẩn nó đi. Thì đó là cái mà Hưng muốn chia sẻ cho anh chị là làm sao ạ? À, chúng ta không cần ẩn video đâu, không cần ẩn video đâu, chúng ta cứ để đấy. Khi nào vi phạm chính sách hoặc là chúng ta quên bỏ nhạc hoặc là chúng ta làm sai cái gì đó thì chúng ta ẩn. Còn đặc biệt là đừng có xóa, xóa là nó bị mất dữ liệu, mà mất dữ liệu thì TikTok nó làm gì, nó đánh giá xấu kênh của anh chị, cái kênh mà tẩy xóa nhiều thì nó sẽ không thích. Cho nên ẩn xóa là chúng ta đã biết rồi đấy, anh chị nhớ giùm Hưng với nha, nhớ cái này. Còn kênh của mình phải có nội dung hay thì nó mới được đề xuất, và cách làm nội dung hay như thế nào thì anh chị có thể xem các video trên kênh của Hưng. Có rất là nhiều cái video về chính sách này, chúng ta phải biết chính sách chơi cho nó đúng này, chúng ta phải biết cách làm sao để video nhanh lên xu hướng này, cách làm sao để video có nhiều tim này, và nội dung cần chia sẻ như thế nào để bán hàng. Đấy, mục đích là mình phải kiếm được tiền từ kênh TikTok, và có bao nhiêu cách kiếm tiền Hưng cũng đã chia sẻ cho anh chị ở trên kênh. Và ngay bây giờ đây anh chị hãy đến xem video tiếp theo, làm sao để kênh của mình lên xu hướng nhanh nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của Hưng.